Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm các ông Trần Chí Cường, Trần Đình Trung đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang. Báo cáo với bà con cử tri huyện Hòa Vang, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng cho biết, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đặc biệt tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động tích cực, có phần truyền tải những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố đến với Quốc hội. Bày tỏ phân khởi trước thành công của kỳ họp, cử tri huyện Hòa Vang đề nghị Trung ương và thành phố có giải pháp điều hành giá trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng và khu vực nông thôn nói chung. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ xúc tiến các dự án về nông nghiệp cao, nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, tạo công an việc làm cho lao động nông thôn cử tri huyện hòa vang cũng đề nghị các đại biểu quốc hội tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát phòng chống tiêu cực tham nhũng ở các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững quan tâm chú trọng hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội